Kính mời quý vị tham gia tour du ngoạn một ngày thăm ngôi làng Denmark Sovang tại California để nhìn tận mắt những ngôi nhà và các vòng cối xoay theo kiến trúc Bắc Âu Denmark. Du khách có dịp thăm làng tiên cá nhỏ bé đến từ Copenhagen và thưởng thức sinh hoạt văn hóa ẩm thực của Denmark tại làng Đan Mạch Sovang, thưởng ngoạn thắng cảnh thành phố biển Santa Barbara và một chuyến cruise vòng quanh bến cảng Santa Barbara và ghé thăm ô Mission Santa Barbara, một tu viện nổi tiếng của Tây Ban Nha để lại cho vùng đất California. Chuyến tour bao gồm ăn sáng, nước uống và bữa ăn trưa tại nhà hàng nổi tiếng và sang trọng của Santa Barbara. Giá tour trong thời gian promotion chỉ có $98 trong một người, chỉ có $98 bao trọn gói cho tour Sovang Santa Barbara. Xin gọi AT&T 714-841-2868, 714-841-2868 hay 714-841-2055, 714-841-2055.